trang chủ của FIFA Live 4 Việt Nam mà xem nào. Thời khắc quan trọng. Các anh em ai là cầu thủ xuất sắc nhất? Đâu ấy nhở? Danh sách ở đâu anh em? Đây danh sách 11 ứng viên. Gà rán mới post, ui mẹ, post 11 giờ đêm ạ. Ảo ma Colombia thế nhở? Gà rán post 11 giờ đêm ạ. Uy tín ghê, danh sách công bố 100 ứng viên 23 team of the year. Thời điểm đáng mong chờ nhất trong năm đã đến, sẵn sàng để bình chọn 11 cái tên xuất sắc nhất. Ngày mai thì mới là mở danh sách. Ok, 100 ứng viên, 12 người được chọn. Cho mình xin nhắc lại với anh em là The World Best với lại là Team of the Year. Chắc là bây giờ nó sẽ thay cái nominate thành World Best anh em ạ. The World Best. Ngày mai chúng ta bắt đầu vote. Nói thì nói như vậy thôi nhưng mà công thức thì nó vẫn là 11 cầu thủ này nó sẽ do cộng đồng FIFA trên toàn thế giới vote. Đấy, nó gọi là toàn thế giới nhưng mà chúng ta đều biết rằng là cộng đồng FIFA Live 4 thì chỉ là một cái khóm rất là nhỏ tính trên cộng đồng FIFA toàn thế giới mà thôi. Nó sẽ nhỏ thôi. Cho nên là cái lá phiếu của anh em FIFA 4 chúng ta với 11 cầu thủ ấy, nó gần như là không có nhiều cái trọng số. Đấy, các bạn đều hiểu như vậy đúng không? Nó không có trọng số lớn. Cho nên 11 cầu thủ này nó sẽ phụ thuộc vào meta của FIFA truyền thống rất là nhiều. Thì anh em có thể xem được là cái meta của FIFA truyền thống nó là con nào thì anh em cũng sẽ đoán được 11 con đấy thôi. Đó. Nhưng mà cái con thứ 12 nó sẽ tùy thuộc vào từng server. Thì server Việt Nam sẽ là con nào, server Hàn Quốc nó sẽ là con nào, các thứ có thể trùng có thể không. Đấy. Thì đấy là câu chuyện là con 12 ấy, con thứ 12 ấy anh em ạ. Ok anh em nha. Đấy, thì bây giờ chúng ta sẽ xem danh sách những cái cầu thủ đó ở vị trí tiền đạo rồi. Trời ơi, Ben Yedder, Benzema là một ứng viên này. Gabriel Jesus thì tôi nghĩ chắc không có cửa rồi. Gapo, Tiru, Griezmann, Haaland là một ứng viên, Benzema, Haaland này. Ciro Immobile, Hao Felix các thứ thì tôi nghĩ là cũng không có cửa. Harry Kane cũng là một ứng viên. Benzema, Haaland, Harry Kane là ứng viên rồi. Lewandowski thì năm nay khá là khó cho Lewand, nhưng mà Lewand cũng không thể loại trừ được, cũng là một ứng viên. Haaland và Benzema, Lewandowski, Mbappe, Messi, Neymar, Son. Vinh nhất thì hơi khó. Như vậy thì đây, anh em mình có thể là tạm thời đưa ra một cái list nhá. Sơ đồ bầu cử, bầu chọn sẽ là 4-3-3. Ở danh sách tiền đạo, thực ra thì tôi vẫn nghĩ là Benzema có một cái cửa khá lớn. Bởi vì Hà Lan và Benzema thì đều không tham dự World Cup. Với vị trí tiền đạo cắm thì Lewandowski tham dự World Cup nhưng mà cũng thông số cũng nhạt nhòa. Harry Kane thông số tốt hơn so với Lewand. Đấy. Cái quan trọng là bên FIFA truyền thống cơ. Cái quan trọng là bên FIFA truyền thống thì con nào đang là meta? Tôi nghĩ là con Haaland. Ở FIFA truyền thống thì Haaland đang là meta khá là ngon. Hoặc là nó sẽ là Mbappe. Khó nhở anh em nhở. Benzema thì ở câu lạc bộ thì quá xuất sắc nhưng lại không tham dự World Cup. Và ở bên FIFA truyền thống thì nó có phải là meta không? Bạn nào đang chơi FIFA 23 có thể cho mình xin một ít thông tin nào. Bởi vì năm nay mình không đá FIFA 23. Con tiền đạo nào đang là một con rất là meta trong FIFA truyền thống? Chung là mình cứ thử đề xuất là con Haaland đi. Chúng ta cứ lấy Haaland cho vào đây. Ở bên này thì sẽ là Mbappe, mình nghĩ là Mbappe chứ không có mặt Neymar. Bởi vì Mbappe quá xuất sắc năm nay và Mbappe cũng là một con cực kỳ thuận meta rồi. Mbappe, còn bên này là Messi. Và Messi thì tôi hy vọng sẽ là một mùa Messi cháy nhất trong tất cả các mùa. Không thể thoát khỏi Messi được. Bởi vì Messi trong FIFA truyền thống đã cũng hay. Hàng tiền đạo mình sẽ đề cử Benzema, Mbappe, Haaland và Messi. Rồi. Chúng ta đến tiếp nào.
Cầu thủ thứ 12 tôi nghĩ là sẽ có trong ba cái tên đấy là Lê Hoan, Harry Kane và Son Heung-min. Và mình sẽ ghi xuống dưới đây nhá. Ghi xuống dưới đây nhá. Anh em định ông nào comment Darwin Núñez đấy. Hàng tiền vệ Sergei Milinkovic-Savic, người hiện tại đang có tới 12 pha kiến tạo ở giải Italia mùa này. Nhưng mà tôi nghĩ là sẽ không có vé. Tchouameni thì không được ra sân nhiều, Tonali quá bình thường. Van Verde ngoài đời là một ông đá xuất sắc nhưng mà lại không quá rõ ràng vị trí. Cái nữa là fame cũng không to. Van Verde thì tôi nghĩ là cần phải có một những cái mùa tốt hơn, đặc biệt là khả năng sút xa. Nhưng mà với mùa TI thì chắc không. ST Tiến Linh 23 Tâu Ti. ST Tiến Linh. Năm nay thì danh sách đề cử không có quá nhiều con thuận meta anh em ạ. Tôi vẫn nghĩ là Kevin De Bruyne, Bellingham, Savic thực ra là fame hơi bé, khó. Những tiền vệ cánh như là Bukayo Saka không có cửa đâu. Modric cũng rất hay, Modric hay nhưng đấy là ngoài đời anh em ạ. Trong game này thì sẽ không có nhiều người vote Modric. Quan trọng là anh em mình phải tính là vote nhá, lượng vote. Bruno Fernandes thì tôi nghĩ năm nay chân 5 chân 3 thì cũng không ổn lắm đâu. Bên FIFA truyền thống nó là chân 5 chân 3. Biết đâu Van Verde ấy chứ. Nghe nó cũng ảo ảo. Biết đâu Van Verde. Tôi nghĩ là Cruz và Modric và Van Verde có cơ hội ngang nhau. Nếu chúng ta nói về game nhá. Chúng ta nói về game, Cruz, Modric và Van Verde thì ngang nhau. Kevin với lại là Bellingham thì là chắc suất. Brozovic cũng là một con hay đấy chứ. Enzo liệu có được búp mạnh không thì nó sẽ có ở Nominit thôi chứ không có trong đội hình chính thức. Không có CR7 chuyện bình thường các bạn ơi, không có CR7 chuyện bình thường. Xứng đáng thôi. Khó nhở. Cái vị trí thứ 3 thực sự khó anh em ạ. Không có con nào nó quá nổi bật. Mình sẽ vote theo cái mong muốn của mình nhá. Mình sẽ vote cái mong muốn của mình nhá. Anh em nhá. Đấy sẽ là Kevin, Bellingham và Van Verde. Tôi sẽ vote theo mong muốn của mình. Cái vị trí thứ 3 là tôi không chắc chắn lắm. Bởi vì là tôi cảm thấy Modric, Kroos và Van Verde như nhau. Nhưng còn Van Verde là một con sự là rất hợp meta FIFA truyền thống. Nên tôi sẽ cho nó vào. Thủ môn của năm chắc là vẫn Củ Tỏi thôi. Không cần nhìn danh sách đề cử tôi cũng biết là thủ môn thì chắc chắn là sẽ có Củ Tỏi. Emiliano Martinez cũng là một con được. Tuy nhiên thì không. Tôi cũng vẫn nghĩ là trong tất cả các cuộc bình chọn thì Củ Tỏi sẽ là con ok hơn. Martinez ra bắt ở câu lạc bộ hiện tại phong độ không tốt lắm, kết hợp với là rất nhiều scandal thì hắn sẽ không có slot đâu. Tôi nghĩ là không thoát khỏi Củ Tỏi được, bởi vì Củ Tỏi in game rất bá, không thoát khỏi Củ Tỏi đâu anh em. Cho nên là vị trí thủ môn sẽ là Củ Tỏi. Vị trí hậu vệ cánh trái là chúng ta cùng xem nào. Theo hay là Cancelo anh em. Anh em đừng quên là Cancelo cánh trái nhá. Đừng quên là Cancelo cánh trái. Tôi nghĩ cánh phải Hakimi khá là chắc suất. Mặc dù là có Rick James nhưng mà Rick James chấn thương nhiều quá. Cánh phải Hakimi rồi. Tuy nhiên là cánh trái. Tôi nghĩ là năm nay Theo cũng không phải vấn đề gì đâu. Theo đấy. Năm nay tôi nghĩ là Theo. Tôi nghĩ là Theo đấy anh em ạ. Bởi vì Theo cũng rất là thuận meta. Cái nữa là năm nay thành tích các thứ cũng tốt mà. Cũng may mắn được đá chính ở tuyển Pháp nữa. May mắn. Hay cái vị trí của người anh trai và thể hiện cũng được. Tôi nghĩ là Theo á. Cánh phải thì hơi khó nhỉ. Cánh phải chúng ta sẽ có Hakimi. Hakimi không lệch được đâu. Hakimi là chắc chắn. Không lệch được đâu. Trong FIFA truyền thống thì Marquinhos lại rất ngon. Virgil van Dijk thì tôi nghĩ là cũng không hẳn đâu. Van Dijk năm nay AI thì chắc là có búp thì mới lên được. Silva không, Silva chậm lắm. Silva bên FIFA truyền thống rất chậm. Ruben Dias tôi nghĩ là cũng sẽ không. Van Dijk Dias á. Cặp Van Dijk Dias à. Anh em nào đang chơi FIFA truyền thống nhỉ? Cặp CB bên đấy là con nào? Như vậy thì tôi nghĩ sẽ là Van Dijk và Marquinhos rồi. Marquinhos trong FIFA truyền thống rất kinh nhá anh em nhá. Marquinhos bên FIFA truyền thống rất kinh. Trong FIFA 4 thì nó không hay nhưng mà trong FIFA truyền thống nó ngon. Vadion thì đá rất hay. Vadion đá rất hay nhưng mà
Thứ nhất là quốc tịch của nó là đội của nó thì cũng không ngon, Leipzig không phải là đội ngon. Cho nên là nó sẽ ít bình chọn thôi. Còn Marquinhos ấy là nó là team PSG và lại còn là quốc tịch Brazil anh em nhá. Cho nên là cái việc mà Marquinhos hay được bình chọn là vì sao? Bởi vì trong FIFA truyền thống ấy, quốc tịch Brazil kết hợp với lại PSG là những cái điều cực kỳ quan trọng. Militao cũng là một con ngon này. Real Madrid kết hợp với lại quốc tịch Brazil. Mình nghĩ là mình vẫn sẽ vote Marquinhos. 11 con TI và con TI thứ 12, con TI thứ 12 anh em ơi. TI thứ 12 Son Heung-min, Harry Kane hay là Lê Quan thôi anh em. Anh em thử chat cho tôi cái suy nghĩ của anh em xem nào. Quả bóng vàng Benzema mà anh em. Benzema quả bóng vàng đấy. Mình cũng nghĩ là nó sẽ không để Benzema rơi ra ngoài. Tuy nhiên cái này thì nó sẽ phụ thuộc vào ấy anh em ạ. Bầu chọn thứ 12 của server nữa. Mình vote thôi. Cá nhân mình vừa vote vừa đoán. Đây là danh sách mà mình vừa vote vừa đoán, nhưng có thể danh sách thực nó sẽ thế này. Có thể danh sách thực sự thì nó sẽ là Benzema là con chính thức, còn Haaland là con thứ 12. Đấy. Hoặc là Benzema là con chính thức và Son Heung-min là con thứ 12 đấy anh em nhé. Thế tôi nghĩ là Benzema của ông vàng mà không có slot thì nghe nó cũng rất là buồn cười. Rất là buồn cười và game, cho dù là game nó cũng sẽ không để cái điều đấy xảy ra một cách lố bịch như vậy. Cho nên là đây đây là 12 con mà tôi nghĩ là sẽ là TI của năm nay, còn những con còn lại thì sẽ là nominee anh em nhá. Và thực sự là với cá nhân mình thì mình mong là sẽ có Messi thuận hai chân và chỉ số nó bá đạo một chút, bởi vì Messi dù sao đi nữa thì mình... năm nay thì Messi vô địch World Cup rồi các thứ thì ai cũng mừng cho anh ấy. Mà trong game FIFA Online 4 thì anh là một con đầu người rẻ rách. Cho nên là tôi rất mong là Messi sẽ cải thiện. Ok, và năm nay thì không có CR7 trong danh sách cũng là một tôi nghĩ là hợp lý thôi, hợp lý thôi. Sau khi xem xong video, hãy truy cập wescan.vn xoẹt bình bè trả lời bộ câu hỏi vui vẻ của mình và nhận về vô số những phần quà anh em nhé. Cảm ơn vì đã theo dõi hết video. Hãy bấm đăng ký theo dõi kênh của mình và nhớ bật nút chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mình ra trong tương lai. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.